Ở trên thế giới này, công nghệ và thiết bị tối tân nhất người ta dành cho hai việc là giết người và cứu người, quân sự và y tế. Tiềm năng của cái ngành dịch vụ đó ở Việt Nam của mình là một cái ngành rất là tiềm năng, và hiện nay tốc độ tăng trưởng rất cao, và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Và tôi nghĩ là anh đã đi trước và anh đã nhìn đúng hướng. Như các cụ nói rồi là có thực mới vực được dạng. Thì mình muốn làm việc tốt thì đầu tiên là bụng mình phải no đã, xong rồi mình phải nghĩ đến để làm cho anh em đi cùng với mình no. Chứ nếu mà nói về đạo lý mà bụng đói thì không nói được. Thật ra là với cái độ tuổi của mình thì anh sẽ có thể khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác, chắc chắn nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó cũng sẽ tạo cho anh thêm nhiều cái thành công hơn. Tôi quan điểm việc kinh doanh lớn nhỏ không thành vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất ý, là mình làm cái việc gì mà cống hiến cho xã hội được. Cứ bàn cái chuyện là bao nhiêu tuổi thì khởi nghiệp. Sinh viên có khởi nghiệp không? Tôi khẳng định 10 tuổi cũng khởi nghiệp được. Nhưng tôi khẳng định 91 tuổi khởi nghiệp được. Cho nên thôi đừng đặt vấn đề tuổi, mà đặt vấn đề khi anh đủ dư kiện thì khởi nghiệp được. Tôi ước mơ một ngày nào đấy người ta phải đến Việt Nam học tiếng Việt, và người ta vào Việt Nam người ta phải trốn vào Việt Nam, ở lại Việt Nam. Cái câu này nó nói lên một cái tinh thần dân tộc rất cao. Bởi vì chúng ta thấy được một điều đó là để bất kỳ quốc gia nào trở thành cường quốc trên thế giới thì cái quan trọng hơn hết là cái tinh thần dân tộc, cái tự tôn dân tộc của họ rất là lớn.